Chào các bé, bây giờ chúng ta sẽ học về các loài cá cảnh nhé. Đây là bể cá. Đây là bể cá. Trong bể cá có nhiều con cá đĩa. Trong bể cá có nhiều con cá đĩa. Đây là cá đĩa bồ câu. Đây là cá đĩa bồ câu. Cá đĩa bồ câu có những vằn màu da cam xen lẫn vằn màu trắng. Cá đĩa bồ câu có những vằn màu da cam xen lẫn vằn màu trắng. Màu da cam. Màu da cam. Màu trắng. Màu trắng. Đây là cá đĩa dưa hấu. Đây là cá đĩa dưa hấu. Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Màu đỏ. Màu đỏ. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa xanh dương. Đây là cá đĩa xanh dương. Màu của nó là màu xanh dương. Màu của nó là màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Những con cá đĩa này thật là đẹp. Những con cá đĩa này thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là bể cá. Đây là bể cá. Trong bể cá có nhiều con cá đĩa. Trong bể cá có nhiều con cá đĩa. Đây là cá đĩa bồ câu. Đây là cá đĩa bồ câu. Cá đĩa bồ câu có những vằn màu da cam xen lẫn vằn màu trắng. Cá đĩa bồ câu có những vằn màu da cam xen lẫn vằn màu trắng. Màu da cam. Màu da cam. Màu trắng. Màu trắng. Đây là cá đĩa dưa hấu. Đây là cá đĩa dưa hấu. Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Màu đỏ. Màu đỏ. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa xanh dương. Đây là cá đĩa xanh dương. Màu của nó là màu xanh dương. Màu của nó là màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Những con cá đĩa này thật là đẹp.
Những con cá đĩa này thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là bể cá. Đây là bể cá. Trong bể cá có nhiều con cá đĩa. Trong bể cá có nhiều con cá đĩa. Đây là cá đĩa bồ câu. Đây là cá đĩa bồ câu. Cá đĩa bồ câu có những vằn màu da cam xen lẫn vằn màu trắng. Cá đĩa bồ câu có những vằn màu da cam xen lẫn vằn màu trắng. Màu da cam. Màu da cam. Màu trắng. Màu trắng. Đây là cá đĩa dưa hấu. Đây là cá đĩa dưa hấu. Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Màu đỏ. Màu đỏ. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa xanh dương. Đây là cá đĩa xanh dương. Màu của nó là màu xanh dương. Màu của nó là màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Những con cá đĩa này thật là đẹp. Những con cá đĩa này thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là bể cá. Đây là bể cá. Trong bể cá có nhiều con cá đĩa. Trong bể cá có nhiều con cá đĩa. Đây là cá đĩa bồ câu. Đây là cá đĩa bồ câu. Cá đĩa bồ câu có những vằn màu da cam xen lẫn vằn màu trắng. Cá đĩa bồ câu có những vằn màu da cam xen lẫn vằn màu trắng. Màu da cam. Màu da cam. Màu trắng. Màu trắng. Đây là cá đĩa dưa hấu. Đây là cá đĩa dưa hấu. Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Nó có màu đỏ như ruột quả dưa hấu. Màu đỏ. Màu đỏ. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa trắng. Đây là cá đĩa xanh dương. Đây là cá đĩa xanh dương. Màu của nó là màu xanh dương. Màu của nó là màu xanh dương. Màu xanh dương.
màu xanh dương. Những con cá đĩa này thật là đẹp. Những con cá đĩa này thật là đẹp. Con voi này đang làm gì? Con voi này đang đứng. Nó đang đung đưa cái vòi ở đằng trước. Đung đưa. Ngọ nguậy cái đuôi ở đằng sau. Ngọ nguậy. Và ve vẩy hai cái tai ở trên đầu. Ve vẩy để đuổi.